Thưa quý vị, các nhà khoa học Israel vừa công bố một thông tin chấn động là họ đã có cách đảo ngược quá trình lão hóa của cơ thể người. Chúng ta sẽ đi ngược lại thời gian. Đây là tuyên bố của giáo sư Shai Efrati, người đứng đầu của nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu cho hay là kết quả của công trình này cho thấy khi mà những người trên 64 tuổi khỏe mạnh vào trong phòng áp suất và được cho thở oxy tinh khiết qua mặt nạ trong 90 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần, trong 3 tháng thì quá trình lão hóa không chỉ chậm lại mà còn đảo chiều. Cụ thể là cuộc nghiên cứu nhằm vào đảo chiều hai quá trình là sự rút ngắn của những trình tự lặp lại của ADN ở các đầu mút của nhiễm sắc thể và sự tích tụ của những tế bào lão hóa. Sở dĩ các nhà nghiên cứu phải nhằm vào hai quá trình lão hóa này là bởi chúng dẫn đến những vấn đề đặc trưng của tuổi già hoặc một số bệnh tật như là ung thư. Theo nhóm nghiên cứu, những người tham gia thử nghiệm đã đạt được tình trạng tế bào trong cơ thể như là 25 năm trước đó. Tuy nhiên, giáo sư Efrati khẳng định là còn phải một thời gian nữa mới xác định được là kết quả của liệu trình đảo ngược lão hóa này có duy trì được lâu dài và qua đó giúp con người thực sự kéo dài được tuổi thọ hay không.